Kính thưa quý vị, mới đây đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức vừa cho biết, hiện đơn vị đang lên kế hoạch triển khai và thực hiện việc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy các kênh rạch trên địa bàn trong tháng 11, sau thời gian dài bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là thực trạng được phóng viên ghi nhận tại con mương ngang nằm ở đường số 1, từ cuối hẻm 299 đến rạch Ốc Dầu, thuộc khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, có chiều dài hơn 150m. Thời gian qua, người dân sinh sống tại khu vực này liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm lòng mương do công tác duy tu, nạo vét không được triển khai trong thời gian dài, dấy lên sự lo ngại về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là khi cao điểm mùa mưa cùng triều cường trong những tháng cuối năm sắp đến gần. Con kênh này bao nhiêu năm nó hôi thối lắm, ở đây là tối lại là nhất là những cái lúc mà nước nó rút cạn đi rồi một cái là nó hôi chịu không nổi luôn á. Với lại nữa là cái vấn đề nạo vét cũng giống như là mũi ấy, thì nó liên tục. Các cháu ở đây là vấn đề học hành là bị mũi nó vào nó đốt. Trước đây nó có cái cửa để ngăn triều ấy, nhưng mà nó bị hư rồi. Thì bây giờ tổ cũng đang tiến hành là mời bên đơn vị thủy lợi của thành phố hay quận gì đó xuống để khảo sát rồi cùng với nhân dân làm. Chứ còn cái này thông thường ở đây thì ký báo lên tổ thôi, chứ ít có ai mà lên được trên phường để mà trình bày cái chuyện này. Rồi tổ từ đây mới truyền đạt ý kiến của người dân lên đó, rồi có phương án. Nhưng mà từ đó đến giờ thấy cứ bị ngập lụt hôi hám hoài rồi đấy. Tổ cũng muốn nào họ nâng cấp nơi này được, thì mình mới vận động họ làm cái đường đây giao thông, làm đường cống thoát nước, rồi mình nâng cái này, nâng cái đường lên, làm cái cống ngăn triều nữa. Đó là cái mục đích của tổ, là chuẩn bị cho cái mùa ngập này là vậy đó. Đã nhờ bên thủy lợi của thành phố Thủ Đức xuống kiểm tra làm cái nắp cống rồi, thì bên thủy lợi họ sẽ có cái dự án là tính toán hết bao nhiêu tiền, cái mình về mới vận động dân. Cái nguyện vọng thì cái nhất là chính quyền quan tâm bằng cách là định kỳ có những cái phương án nạo vét để cho cái lòng sông nó được sạch sẽ, rồi là cái cửa ngăn triều á. Thì cái công tác ngăn triều á, mình cũng phải có cái kế hoạch khi mà mình nhắm được những cái ngày mà nước lên, nước xuống để mình đóng kịp thời cho nước nó không ngập bên trong này, nó hư hết đường xá. Mỗi lần như vậy thì người dân phải đóng góp vô đây để là cuối cùng cứ nâng đường mà từ đó đến giờ nâng biết bao nhiêu lần rồi. Và đến nay nó vẫn còn cứ ngập. Trao đổi cùng Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, đại diện Phó Chủ tịch phụ trách quản lý đô thị cho biết, công tác duy tu, đạo vét hệ thống thoát nước đối với các kênh, mương, rạch trên địa bàn trước nay đều được thực hiện định kỳ, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức và nay là thành phố Thủ Đức. Cụ thể, trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức đã có quyết định số 3373 ngày 20 tháng 6 về việc phê duyệt dự toán duy tu giao thông, duy tu thoát nước năm 2019 trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Trong đó đã triển khai thực hiện việc nạo vét bùn mương đất thoát nước ở đường số 1, từ cuối hẻm 299 đến rạch Ông Dầu, có chiều dài 150m, rộng 1,2m với thể tích 179,025m3. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên quá trình việc thực hiện duy tu nạo vét trên toàn địa bàn bị ảnh hưởng và không thể triển khai. Và trong năm 2021, nhằm tiếp tục thực hiện và đảm bảo công tác khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh rạch và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường nói riêng và toàn thành phố Thủ Đức nói chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã có quyết định số 3352 ngày 29 tháng 6 về việc phê duyệt dự toán công trình duy tu nạo vét hệ thống thoát nước năm 2021. Theo đó, hiện phường Hiệp Bình Phước đang thực hiện các công tác kiểm tra, thực nghiệm và sẽ tiến hành công tác duy tu, nạo vét trong tháng 11 tới đây, nhằm đảm bảo việc khơi thông dòng chảy tránh gây ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập lụt trước thềm cao điểm mưa bão cùng triều cường sắp tới.